mình chào mọi người nha. Ở đây thì mình sẽ là một cái máy rửa tay mini tiện dụng. Thì cái nguyên liệu mình cần thì cũng hết sức là đơn giản thôi. Đó chỉ là mọi người cần một cái mạch như này. Cái này gọi là cái mạch thì là có IC cái kiểu nè. Rồi bạn phải điều khiển nhập link, nhập code, đồ đó vô vào cái motor và bơm nước. Như các bạn dụng cụ các bạn có đúng không? Đấy, có điều khiển thì các bạn phải có thêm nữa là thân của cái này thì mình sẽ dùng lại sốt Pomex 5 ly vừa đủ dày, không quá cứng mà cũng không quá mềm, tức là vừa đủ luôn nha. Thế là vậy. Các thành viên lớp 93, tôi tên là Bùi Ngọc Tiến. Sau đây tôi sẽ thay mặt và đại diện cho nhóm kỹ thuật của chúng tôi để gửi đến cho các bạn lời chào trân trọng nhất. Trước, tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm, đó chính là chiếc máy rửa tay sát khuẩn. Như mọi người vừa thấy đấy, nó có thể dùng để đo nhiệt độ và rửa tay. Thì mọi người thường sẽ đặt câu hỏi là hết dịch rồi, dùng máy này đi làm gì? Thì tôi cũng sẽ nói luôn, thì trong lúc này chúng ta biết đây, chúng ta mỗi lần đi làm việc là hùng xe rửa tay sát khuẩn đúng không? Đó là một thói quen tốt, nhưng liệu tới bây giờ còn ai nhớ không? Không ai nhớ. Vậy thì ý tôi muốn nói ở đây là khi mà đại dịch Covid-19 đã đi xuống rồi, nhưng nó vẫn có thể bùng phát. Và tôi đang muốn mọi người làm tự giác vệ sinh cá nhân, giữ gìn và bảo vệ bản thân một phần nào đấy. Và khi mà cái ca dịch Covid-19 đã kết thúc rồi, tôi vẫn muốn mọi người giữ được cái thói quen tốt ấy. Đó là thông điệp của những người. Xin cảm ơn đã lắng nghe.